em sai hàn bình thường mà. Đấy, có nghĩa là em cầm ra tự hàn rồi, họ sẽ hàn một cái chấu giống như thế này đúng không? Họ có mẫu rồi thì họ sẽ hàn được. Em hiểu không? Còn được mất mẫu còn khó hàn, nhưng có mẫu rồi thì ok. Đẹp. Môi cài xịn sò theo xe luôn đấy thà cô ấy. Đấy, anh bảo anh mua mỗi cái này. Tay gương bên phụ kia các bạn này đấy, hàng Hàn Quốc các bạn xịn không có rồi, mấy cái này xịn chấm mét rồi. Em bay à? Này là chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn rồi, chuẩn rồi em trai. Đây. Cái này nó là muộn thêm cả cái này à? Cái gương cầu à? Ờ, xe nào thì có. Em bên lái bên phụ. Cái này của em bên bên phụ mà. Thế chỉnh rồi, chuẩn. Xe nào chẳng có gương cầu. Thế thì nó cụt rồi, chứ bình thường có mà. Thế là cụt gương cầu đấy, gương cầu có luôn. Đây em trai ơi, gương cầu đây. Hôm nay đi xe to à, không phải đi xe nhỏ à? Không ạ. À. Con kia em đang làm ở nhà. Thế bà sao anh thấy xe to đùng bố kia? Đây em ơi, gương xịn sò luôn. Mấy lúc rồi? Đây em 100. Có cả bát này, bài sơ cua. Em bắt đầu về cho đây. Đúng rồi, chính xác luôn. Đúng rồi, chuẩn. Cho đủ bộ luôn. Lấy em 600 nhá. 600. Không anh biết rồi, 63 mà anh không phải dắt đâu, yên tâm. Cái này bán gần như là thu hồi vốn ngày xưa 30 rồi, bây giờ nó có đáng bao nhiêu đâu. Gọi là bán thu hồi vốn, những cái nhỏ này bây giờ nhập cũng không có nữa. Hết rồi. Ok, hãy cho đây một chơi. Đặt vặt này nhiều khi nó tìm nó khó tìm. Đồng hành nhìn tiếp tốt thì sai. Một tay vẫn được, nhưng mà thuộc là hơi yếu thôi. Có gì qua ngoài anh tiếp. Xe mưa rồi đầy đủ hết.